Công thức men ủ thảo mộc giúp phòng bệnh hen kẹt, tiêu chảy, phân xanh, phân trắng ở gà, vịt, chim chỉ, heo, dê, bò, vân vân. Nguyên liệu chính là tỏi, gừng, sả 10kg, 1kg men Barrette. Trong này có hàng triệu các lợi khuẩn có lợi cho đường ruột của vật nuôi, đặc biệt là các chủng enzyme giúp thủy phân các hoạt chất có lợi trong tỏi, gừng, sả. Đây là phương pháp phòng bệnh trong dân gian và các trang trại lớn đã dùng rất thành công, đặc biệt là Vi đã dùng thành công trong 5 năm qua. Công thức Vi ghi trên màn hình. Dùng men này để ủ thức ăn hoặc pha với nước uống cho vật nuôi kèm với vitamin A, D, E hàng ngày, giúp cho thịt của vật nuôi thơm ngon và đặc biệt là trứng ăn rất là ngon và béo nha cả nhà. Chúng ta chỉ cần ủ 4 ngày là có thể sử dụng được. Lưu ý đặc biệt quan trọng khi ủ dòng men vi sinh này là tất cả những cái dụng cụ mà chúng ta sử dụng đều phải được rửa sạch để tránh những tạp khuẩn vào làm hư cái thùng vi sinh của chúng ta. Nước dùng để ủ vi sinh là nước khoáng hoặc nước máy đã được khử clo 2 ngày. Với một bộ này chúng ta có thể ủ được 100 lít bao gồm nguyên liệu và cả nước và mật rỉ đường. Nếu không có mật rỉ đường thì anh chị có thể thay thế bằng đường vàng. Một thùng vi sinh này khi hoạt hóa có thể để được 3 tháng. Tùy vào số lượng gà, anh chị có thể gia giảm vào tỷ lệ cho phù hợp với số lượng gà của mình. Men bột chưa được dùng đến, anh chị có thể bảo quản trong tủ lạnh và để được 2 năm. Dòng men này bên Vi có những enzyme phân giải rất là mạnh, cho nên khi anh chị ủ vào những thùng kín thì hàng ngày cần được thoát khí cho thùng. Anh chị nhớ bỏ gói hút ẩm ra nha. Có nhiều anh chị ủ men này lần đầu tiên không biết, ủ vào thùng kín quá, tự nhiên sáng hôm sau xuống nhìn thùng men nó nổ tung luôn rồi mà không biết lý do vì sao. Thùng 120 lít này Vi chỉ dùng tầm 100 lít thôi. Anh chị nhớ chừa một cái khoảng để cho men thở và để tránh trào thùng. Sau đó đậy kín nắp và để 4 ngày là chúng ta có thể dùng được. Khi dùng vi sinh là hàng ngày giúp cho tăng sức đề kháng của vật nuôi, làm cho đường ruột của vật nuôi khỏe hơn, phân thải ra khô hơn và hạn chế rất nhiều về mùi hôi ở trong chuồng trại. Vi dùng dòng này đã được hơn 5 năm qua và đã bỏ hẳn luôn tất cả các loại kháng sinh, mà mình nuôi gà nó lại dễ dàng và thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có hai cách để dùng men này sau khi đã ủ 4 ngày. Một là pha với lại vitamin A, D, E và hàng ngày cho vật nuôi uống 50ml men trên 1 lít nước. Cách thứ hai là sẽ ủ thức ăn 2 ngày cho vật nuôi ăn 50ml trên 1kg thức ăn. Ủ thức ăn bằng men thảo mộc giúp làm chín thức ăn và kết hợp làm phòng bệnh cho vật nuôi luôn. Ngoài ra để giúp vật nuôi khỏe mạnh hơn thì chúng ta cần xử lý tốt môi trường sống của vật nuôi, đó là xử lý mùi hôi và mầm bệnh trong chuồng nuôi. Vi sẽ hướng dẫn anh chị ở video tiếp theo nha.